Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ khống chế uy hiếp tính mạng của người dân do các đối tượng ngáo đá gây ra. Điều này khiến cho không ít người lo lắng vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của những đối tượng ngáo đá hung hãn. Mới đây, chỉ vì bị ông bà nội bắt đi cai nghiện mà đứa cháu nghịch tử đã nhẫn tâm dùng gậy đuổi đánh ông bà. Theo thông tin, vào khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 7, tại khu 2, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, xảy ra sự việc Vũ Ngọc Vinh, sinh năm 1995, dùng gậy gây thương tích cho chính ông nội của mình là VND, 80 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên. Vụ việc được cấp báo cho Công an thị xã Quảng Yên thụ lý, giải quyết. Ngay khi nhận thông tin, Công an thị xã đã chỉ đạo đội nghiệp vụ cùng Công an phường Phong Cốc khẩn trương đến hiện trường, khống chế đối tượng và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, do bố mẹ ly hôn nên Vũ Ngọc Vinh sống với ông bà nội. Thiếu sự dạy dỗ từ cha mẹ, Vinh đã sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Nhiều lần, gia đình đưa Vinh vào trung tâm cai nghiện ma túy để cai nghiện và chăm sóc sức khỏe, song đối tượng vẫn có biểu hiện loạn thần, ngáo đá. Thấy vậy, vợ chồng ông bà VND bàn nhau tiếp tục đưa cháu đi chữa trị. Biết chuyện, Vinh nhất quyết không đồng ý, rồi dùng gậy bằng kim loại đuổi đánh ông bà nội. Từ lời khai của người liên quan và căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 5 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Quảng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Vinh để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Chỉ vì sử dụng ma túy mà thanh niên trên đã có những hành động mất kiểm soát, thiếu đạo đức, tình người. Nếu không có sự can thiệp kịp thời từ cơ quan chức năng, liệu đối tượng này sẽ gây ra hậu quả khó lường ra sao? Vụ việc này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của những đối tượng ngáo đá khi không kiểm soát được hành vi của bản thân.